Xin chào quý thư mến, hiện tại thì em cái đang ở con đường đi lên nhà của em của. Hôm nay thì em cái vào đây thì tức là cũng nghe hàng xóm bảo là mẹ và bố dự của em của lại tiếp tục vào đây nhà em của. Không biết là lần này vào nhà em của thì vào chơi hay là như thế nào. Cái lần trước em cái có vào một lần thì mẹ em của cũng bảo là vào thăm các cháu, các con ấy. Thực sự là hôm nay mình cũng lên trên đấy xem nào, tới này ví dụ mà nhà cửa của hai anh em ấy cầm sửa sang lại thì mẹ em của hoặc là bố dự đấy có giúp được gì không. Vì cái phần nhà cửa đấy thì cô bác cái khoản tiền đấy nghe là muốn sửa lại cái ngôi nhà cho em của, nhưng mà do cái ngôi nhà đấy là của em trai, anh em mình muốn chưa sửa được, cũng phải chờ đợi các cô bác để coi như ý kiến xem nào mình nên sang sửa như thế nào. Đây, vào đến đây cũng thấy bà con đây cũng đang chuẩn bị cái hốp phần ra ngoài đây, xong mình xử lý vào nước. Ô, đi quá chia gì? Thôi chia đấy, tôi à. Nó là ở yếu mua thôn là mình chia tiền thôi à? Ở mua hậu tết rồi. Ôi, mua thôn chia tiền, ở hậu tết to, còn chỉ có lồng tết à? Cho không cũng mà thì chậm lâu nó. Giờ mà giờ mua nào tôi đợi ở tàu em. Lâu quá rồi. Đây vào đến đây nhé bà con, đây cái phần chuồn bò ấy, tức là mình sẽ hót ra ngoài nó xa một tí ấy. Ví dụ trời nắng thì mình có thể tranh thủ mấy hôm nay trời nắng ấy, sẽ lấy đi vào nương, hôm nào trời mưa thì lại tiếp tục trồng nhá cô bác ạ. Đây bây giờ hầu như vào đến nhà nào thì mùa này ăn tết xong cỏ đấy, nương đã làm xong chuôn rồi, xong thì mình sẽ chuẩn bị về lấy phân vào nương nhá. Dần dần thì bà con đây, nhà chú này cũng đang hai vợ chồng chắc cũng tự làm ấy. Bây giờ em cái cũng đi lên cái nhà em của, giờ này cũng chín giờ trưa. Ôi đây nó chị mình thu vẫn lên hả, vẫn lên à. Đây đang khoai sỏ nhá, đây khoai các bác, đây khoai sỏ hay gì vẫn lên là vài lý à, vẫn lên vẫn lên à, cây ấp tuổi ớ vẫn lên mấy giờ cuội nhá, sao chị nhá hả cuội nhá, cho ít một bếp một sọ cuội nhá, người ta nào. Ừ, đây. Ờ, tôi chụp rồi. Đây, bà của em của đấy. Cái lẩu này thôi, nhỏ rồng á? Nhỏ à, nhỏ à. Xoay nhỏ rồng nó nhỏ. Nhỏ thử rồi. Ừ, thử xí à, của này nhỏ rồng chê nhỏ. Cho ta cái này, của ta cho tới phía con này nhỏ là rồng chê. Tức là bà bảo là từ cái hôm đi lên nhà của cũng là xảy ra mâu thuẫn rất là nhiều chuyện ấy, thì bà cũng ít khi lên trên đấy rồi. Cũng chỉ mà lo, bà cũng không biết em của đi làm nương hay là ở nhà. Bây giờ thì mình lại tiếp tục đi trên. Giờ này cái đợt vừa rồi ấy, thì cũng thấy mẹ của em của cũng xuống đây để giúp em của đi làm cỏ nương. Nhưng mà không biết là làm xong chưa. Cô bác nhé, bây giờ bà con đi một số hộ gia đình thì cũng chuẩn bị trồng rồi, trồng ngô rồi, còn một số hộ kiểu như mình chưa lấy phân vào nương ấy thì cũng chưa trồng nhé. Thực sự là về nhà cửa của em của ấy thì cũng có rất nhiều về thì anh em mình cũng không biết là nên phải cần sửa xa lại không. Như thế em cái nghĩ là ngôi nhà đấy là thuộc về em trai thì có khi là mình cũng không nên sửa, thì sẽ dùng cái khoản tiền đấy để cũng chờ các cô bác hoặc là anh Ngọc thì anh em mình sẽ bàn bạc lại xem nào cái khoản tiền đấy mua một cái gì để cho nó có vật nuôi hay là cái gì ấy để cho em của nó phát triển về kinh tế thôi. Nhưng mà dạo này cũng thấy nghe hàng xóm kể ra là mẹ này hay là cả bố dự ấy thành thoảng cũng hay vào nhà của em của hai anh em đấy, không biết xuống đây chơi hay là như thế nào, không nhỉ, khóa cửa hay sao ấy, lại đi làm hay đi đâu rồi. Dê thì vẫn đang ở chuồng sao ấy. Vậy là sao thì mất chín nhỉ, ông nói sao rồi, ồ ông bám hổ cỏ rồi lò xe à. Bây giờ vào đến đây thì nghe là em của cũng đi xuống nhà bác ở bên dưới đây. Cửa thì cũng được khóa rồi nhé các bác ạ. Lại tiếp tục khóa cửa. Còn dê giờ này cũng trưa rồi mà vẫn chưa thả đi hay là đuổi về rồi nhỉ. Nhà cửa bây giờ cũng rào xung quanh bên bố mưa hết. Có trần trại kiên cố chả qua là mình sẽ cố gắng kiểu như làm ăn thôi. Em của thì một người kiểu như là anh em mình thực sự là cũng không biết, thì cũng chỉ nghe em trai kể ra ấy, bảo là em đấy cũng hay uống rượu ấy, lúc uống rượu về thì cũng hay nát rượu rồi, nhưng mà thực sự là thanh niên mình đang còn trẻ như thế này, vợ con chưa có mà cứ rượu chè nhiều thế là không tốt. Đây à, thế của đang bên kia không? Ô em của không đi đâu vậy? À đi xuống nhà dưới này à?
em trai cũng đang hai anh em đang xuống dưới, xuống nhà bác à? Hả? Đi xuống dưới nhà bác à? Ờ. Nhà bác làm cái gì ấy? Hả? Tết rồi nhà không làm không. Làm mà chị lo là quá chị, cứ cưng nó cho mà, giờ đã cho chị. Em, sao em nhung cũng bị tà cái lỗ mà nó cho đi đồng nghĩa không? Đây, bây giờ hai anh em đang vừa đi xuống nhà bác để giúp bác làm gì? Ở dưới. Giúp bác làm việc. Làm việc à? Thì nhà bác đang hôm nay nhờ có người để làm việc vào. Thế làm lương hay là làm cái gì? Làm lương. Làm lương à? Ủa. Thì của hôm nay anh vào thì tức là anh cũng nghe hàng xóm bảo là bố dự ấy, tức là bố với mẹ em lại tiếp tục vào phải không? Vâng. Vào thăm hai em à? Vâng. Thế bây giờ hiện tại bố mẹ đi đâu rồi? Mẹ đi giặt quần áo mà bố ở nhà. Mẹ đi giặt quần áo, bố ở nhà. Thế bố dự đấy ở đâu? Nhà bác à? Thế có thể là hôm nay anh cũng thấy là nghe hàng xóm người ta kể, thế là bố vào đây xem là thỉnh thoảng bố mẹ nó cũng xuống đây cái như giúp mình, hay là xuống đây để làm cái gì ấy? Giúp mình làm việc hay là xuống đây chơi thôi? Xuống đây làm nương. Làm nương à? Ôi nhờ. Thì bây giờ thế nương ngô nhà mình làm xong chưa? Chưa. Chưa xong à? Thế chuẩn bị trồng ngô chưa? Chuẩn bị. Chuẩn bị rồi à? Ủa, chó quốc của chị Tàu, chứ một chó quốc gì đó? Chị Tàu. Chị Tàu chó? Ừ. Chị Tàu tên. À, chị Tàu tên, đỗ tà nó là sao? Đỗ người ta chơi con này tiếng. Đấy, nhưng không đỗ người ta xuống à. Cũng vừa mới đi làm nương về. Thế nhưng mà hôm nay anh vào đây cũng muốn hỏi lại về cái vấn đề ấy, nhà cửa của hai em ấy. Ví dụ mà mình muốn cần sửa lại cái ngôi nhà thế thì thực sự là bố có thể gọi bố dựng và mẹ vào đây mình nói chuyện tí không nhỉ? Ví dụ sau này mà sửa nhà thì bố mẹ có thể, nhà mình ví dụ thiếu tiền ấy, bố mẹ có cần giúp được mình một phần nào hay không? Có giúp được không nhỉ? Hả? Cái này bố mẹ chắc có giúp được không? Mẹ với bố dựng ấy? Con này nhưng mà chưa chết nhỉ? Cũng chưa biết hả? Thế có thể gọi chú đấy có muốn vào đấy mình anh đấy hỏi một chút có được không nhỉ? Được. Thế thì đi sang đấy thì hỏi gọi chú đấy vào nhá. Vâng. Đây hôm nay vào thì thực sự là về cũng chuyện trong gia đình thôi, nhưng mà cũng nghe thấy bố mẹ này, mẹ ruột này, chú ấy, bố dựng ấy cũng thường xuyên hay thỉnh thoảng vào đây. Thì em cái nghĩ là chắc cũng thương các cháu thế thôi. Nếu mà cứ thỉnh thoảng về đấy cũng thương các cháu thế này, ví dụ một nhà mà mình cần tu sửa lại ấy, các cô bác các mình thường quân cũng hỗ trợ tiền, phần tiền nó không đủ ấy, thì liệu mình có thể giúp được một phần nào nhỏ nhỏ hay không? Không? Thế có thể gọi chú đấy vào anh em mình nói chuyện một tí được không nhỉ? Vâng, được. Thế bây giờ em trai út của em của lại tiếp tục đi gọi chú đấy vào nhá cô bác ạ. Bây giờ về vấn đề thứ hôm trước thì cũng nghe sơ được, vừa rồi anh vào thì cũng nghe mẹ em kể ra là mẹ em đi lấy chồng ở tận Đồng Văn hay là đâu nhỉ? Mấy một vô thời thế nhỉ? Bảy Lộng. Bảy Lộng á? Đi ở Bảy Lộng bên Đồng Văn à? Cô lại tiếp tục vào đây coi như về cái cuộc trò chuyện trao đổi ấy, thì mình nếu mà gặp được chú đấy thì mình cũng thể xỏ qua nên là yes rồi mà tụi bé tụi chính giải trí thì tụi tôi rồi rồi tụi rồi tụi yes thì mà nếu chơi này thì ua khó thì nếu ở trình đồng thì mình đâu của phát ở đâu hả nhá nữa hả phát đâu rồi rồi mình định phát gì đi gọi xuống dưới gọi bác đấy không lên à lên rồi lên à? Ủa, đi chú này không? Có phải chú này không? Phải. Hả? Ơ lỡ tin tao hả chú nhỉ? Đi tin tao ở đây. Lỡ đi, lỡ đi. Nhưng mà đây là có phải tức là chú này là chồng của mẹ em phải không? Vâng. Ơi chú à, nhà gạo thì cứ nia 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 lắm. Ủa lỡ đi quá thì chỉ bỏ đi à? Bỏ lấy cho tôi lần đầu đi mà anh. Bỏ lấy cho anh xin nhé mà họ chỉ là bỏ ít thủ lầu này nha. Dạ, ít mũi rồi. Chó nè nông ý khó tô là thể dùng thở của sò nè nông ý khó tô nhưng mà chú vẫn nói được tiếng phổ thông không hả? Có hải tàu chú chỉ thả táo mà không được không biết à, tức là thực sự là cô bác nhé, hôm nay thì em cái cũng nghe hàng xóm ấy bảo là bố dựng và mẹ của hai anh em vào đến đây, thì hôm nay vào cũng lần đầu tiên cũng gặp được bố dựng đấy, tức là mẹ chồng thứ hai của hai em đấy nhá. Chú cũng bảo là hôm qua cũng xuống, hôm kia cũng xuống đây khu này cũng họ chuẩn bị đi làm thuê thì cũng đi làm, nhưng mà chắc cũng chưa đi xong mới xuống đây, coi như là đang chơi với các em đấy.
thế chú có thể cho cháu hỏi bây giờ nhà chú ở đâu? Vậy lúc trên đi giúp họ thử thì những sẻ thứ. Bẻ sẻ à, bảy lồng sẻ. Bảy lồng sẻ rồi. Ừ, bố tôi bên kia. Ồ, mà nhốt thì họ bảy lồng rồi nhốt đâu sao thế? Bẻ nhốt sẻ nhốt bảy thứ ở bên nhốt bên trong mò lại lồng à, bùa vì trong một bể. À. Tức là chú ở xã Bảy Lồng nhưng mà vẫn thuộc về miền Bạc Mì, bên giáp bên Đồng Văn, rất là xa. Thế từ cô chú từ trên đến xuống thì mình đi xe máy xuống hay là thuê họ đưa mình xuống? Chú có tự biết đi xe phải không? Có bao chắc chết đi ở đó, còn đi có xa thôi. Có là lúc tôi cứ hái thôi. À, ông có lúc tôi đi tại. Ô, chỉ cha chắc chỉ đọc chết rồi. Ô, nào chỉ xe, chỉ cha. Thế chú chắc cũng chưa biết đi xe. Thế chú có thể cho cháu hỏi là chú tên làm gì, năm nay chú bao nhiêu tuổi nhỉ? Lúc về hồi già nhỉ? Lúc về về nghe lử. Nghe lử mà lâu lắm không tạo sống? Lâu chờ tạo chồng. Chú nghe lử chú hơn 40 mấy tuổi rồi cô bác ạ. Thực sự là hôm nay chú em cái vào đây thì muốn hỏi qua kiểu như là về cái vấn đề muốn sửa xa lại ngôi nhà của hai em đấy, thì cái nguồn kinh phí cũng được cô bác hỗ trợ cũng ít, thì mình thử hỏi xem nào liệu chú có thể giúp được phần nào hay phần đấy thôi, không biết là giúp được hay không nhé, vì chú cũng lấy mẹ của hai em đấy. Chú có thể cho cháu hỏi một tí nhá. Thực sự là cái hai anh em của ấy, thì trong cái thời gian qua thì vợ cháu cũng vào, các cháu cũng vào kêu gọi cũng được các cô bác hỗ trợ một cái khoản tiền để mua cần tu sửa nhà, nhưng mà cái nguồn kinh phí đấy cũng ít quá, không đủ ấy. Thì hôm nay tiện chú ở đây thì cháu cũng hỏi chú xem là liệu chú cũng lấy vợ lấy mẹ của hai cháu, thì chú có giúp được một cái phần nào để tu sửa cái ngôi nhà của hai em không? Anh nói vậy thì vì nói mình chỉ mấy vì lúc trên bé phá thấy khó tiền mấy mà xa khó ấy mà chỉ giáo ấy là lão họ vô ngờ nghĩa thế của ba tao mới khó đó chỉ tao mà ba chỉ sự hả ba chỉ tao nào chỉ tao hả nhà cho chỉ cho tiền đi cô cho tao nên cả đi đại chỉ muốn cả chỉ thấy hai chỗ mua rồi cho thấy tao ba chỉ tao mà ô lão này hả chỉ có ba thể cho nó thế mà tháo vô ngờ nghĩa mà hả chỉ thể cho nó cái đấy rồi chứ thể cho nó cái đàn tao thử à tao mới chỉ chồng tao cho Đây cô bác ạ, thực sự là về một cái vấn đề hôm nay vào thì chú kể ra, tuy chú cũng lấy mẹ của hai em đấy nhưng mà chú rất là có trách nhiệm. Chú cũng bảo là cái khoản nợ từ lúc mà đám tam ấy, bố của hai em thì chú cũng gánh hết, kiểu như giúp giả hơn 50 triệu rồi. Bây giờ vẫn còn khoảng hơn 5 triệu cái tiền lãi ở bên ngân hàng đấy. Chẳng là chú vợ chồng chú xuống đây kiểu tham hai em xong lại tiếp tục đi làm, cũng như là đi giúp hai em trả cái khoản nợ đấy. Về cái khoản thực sự là theo em cái nghĩ là chú cũng nghĩ đã lấy được mẹ của hai em, chú cũng vẫn quan tâm, vẫn tốt, kiểu như vẫn muốn giúp hai em. Nhưng mà mình đã giúp gánh cái khoản nợ đấy thì chắc cũng phần về nhà cửa ấy. Vì lúc đầu em cái muốn hỏi về một cái điều, mình tiền sợ là không đủ hay sao, ví dụ sửa ngôi nhà thì cũng không đủ, thì muốn mong chú xem là có giúp được một phần nào hay không. Có giúp được tầm khoảng 4-5 triệu hoặc là chục triệu thì phần nào hay phần đấy, nhưng mà chú bảo là không thể giúp được. Con đi ấy ông là nó lão lý sư thì thì dù là thành là tiếc như bao thì tiếc giàu ba tàu thì mà ba còn tài lúc rồi mà giờ chỉ mua rồi nhỉ, chỉ mua rồi nào rồi. Thế bây giờ lúc đấy nghe chú bảo là mai cô chú lại tiếp tục đi làm mà không căn nữa, căn rồi thì lại mua thì nên mua thêm còn ra ăn thì là sơn, cái lúc là sơn à mà nghĩa tài đi mua rồi mua mà. Ồ đấy sẽ là một ta. Ồ, tôi chỉ chịu là nhiều tiền đâu người đó, tôi chỉ chịu nhiều tiền ha. Mà hạt chú cho cháu tiền lì, hạt chú chỉ cho tao tiền lì đó. Đối với à? Tôi thèm một chỉ chẳng đâu cho là thế, thì chỉ tôi chịu nhiều tiền. Mà giờ cho chú má cho nên là má đó. Gặp bây giờ. Ba ngày còn chơi. Má chơi gì đấy mà chơi? Bây giờ đã lâu à? Chị này cậu chỉ cho cho cả. Tôi chỉ. Đúng rồi. Đây về cái vấn đề chú em cái muốn hỏi qua thì chú bảo là nếu mà từ lúc chú lấy vợ lấy mẹ của hai em đấy. Nếu mà chú không giúp trả cái khoản nợ thì chắc là muốn tu sửa lại nhà thì tầm một chục triệu ấy thì chú sẽ giúp được. Chả qua là bây giờ mình giúp các em trả cái khoản nợ này, bây giờ còn cái tiền lãi ngân hàng 5 triệu đấy thì thôi, chắc cũng bảo là thôi nhà cửa như thế này cứ để cho hai em cũng tự lo. Thôi hôm nay thì anh cũng vào đây kiểu bỏ qua muốn về một điều ấy, chúng thấy là mẹ em hay vào thường xuyên vào đây phải không? Thì hoặc là chú chắc cũng tính vào đây thì anh muốn hỏi qua xem mà chú cũng giúp được hay không, nhưng mà chú đã nói thế thôi, bây giờ mình cũng sẽ cố gắng phải không? Mình đã lớn rồi, mình cũng tuy dần dần thôi và mình cố gắng để cũng đi làm xong là tiết kiệm thêm tiền nào, vì cái khoản tiền cô bác hỗ trợ thì cũng rất là ít, thì anh em cũng chưa biết nên sửa sang thế nào. Cô bác nhé, ví dụ cái khoản này mà mình 20 triệu thôi, mình đã dỡ sửa sang, đã sửa lại thì phải sửa cho nó khang trang một tí, không thể là cái tháo mấy tấm pro thôi, nhìn thấy
Nhất pro mình đã tháo, ví dụ mua về tấm pro nó cũng chục triệu rồi. Xong liên quan đòn tay này mình đã tu sửa thì với lúc này bào qua một tí này ván các kiểu nữa cơ. Nó cũng không thể là mình cứ thay được một cái phần mái ở bên trên đấy thì lại không được. Kiểu như là nó cũng không tốt đấy phải không? Mà em cái thấy là góc trái hai bên cái phần này thì cũng chỉ tạm bỡ kiểu như là không có cô bác hỗ trợ tiền thì mình mua bên bạc mình chỉ chê như thế này, chê vào tránh cái mùa mưa này thì mưa nó không tạt không hấp vào bên trong thì thôi nhá. Bạt thì nó không được lâu, chỉ tầm 1, 2, 3 tháng đấy. Ví dụ mà nắng mưa nó giật mưa thì nó cũng thổng được. Thế bây giờ mẹ em đi đâu ạ? À? À lúc đấy bảo là đi giặt quần áo phải không? Thế đi giặt quần áo lâu chưa nhỉ? Giờ này sắp về chưa nhỉ? Chưa. Vừa mới đi á? Thôi về cái vấn đề hôm nay vào thì cũng chỉ hỏi qua thế này. Các em cũng bảo là không đang còn nhỏ, thế nhưng cũng không đi làm thuê ở đâu được ấy. Thực sự là tầm tuổi giống như em Của với em Trơ này cũng đi làm thuê thì mình cũng chỉ làm đổ nua bản thân thôi, không thể dư ra. Một ngày họ cũng cho chỉ tầm khoảng 100.000, có khi là 70-80.000 trên một ngày, nó cũng không thể là một ngày nó kiếm được 200 hoặc 150 được. Nên vì mình đang còn sức rất là yếu ấy. Ô dê xong vẫn chưa thả đi hả? Đùa về rồi hả? Hay là phải ra đi ít là sửa anh Thảo sang cho trò là cho chị nè, cho trò xiết em chơi nhá, bảo Thảo dê cha cố gắng để cha mấy con dê này nhá. Mua đi phải trộm rồi bảo không nghe á. Ôi dồi, mình cố gắng mình phải chăm sóc cái con vật nuôi. Bây giờ hiện tại không có tiền, nếu mà không tu sửa được ngôi nhà ấy thì 1-2 năm sau lúc con dê nó phát triển phải không thì có thể bán cái con đàn dê đi, xong mình có tiền để tu sửa được nhá. Lúc đó thì mình có thể tu sửa được nhá. Thế về hôm nay thì cũng thấy cái bố dựng của các em, nhưng mà bố dựng của các em thì là một người kiểu như cũng rất là nhiệt tình, kiểu như là giúp các em thì cũng rất là có trách nhiệm với các em, nhưng do các em cũng còn nhỏ cũng chưa biết kiểu như là sử dụng cái đồng tiền ấy được. Thôi hôm nay anh vào anh cũng về bàn về cái vấn đề cái nhà cửa như thế này, thực sự là bố dựng với mẹ bảo là cũng không giúp được thì thôi cứ để sau này anh em lại tính tiếp xem nào cái khoản tiền ấy mà không xưởng sai nhà thì cứ ở tạm như thế này. Mình sẽ dùng cái khoản tiền của cô bác hỗ trợ để mua cái gì, có vật nuôi hay là để làm cái khác nhá. Theo một số cô bác người ta cũng comment bảo là nên đi tìm mua mảnh đất hoặc là cái gì cho em Của nó canh tác. Thực sự là mua đất cũng được, nhưng mà cô bác cũng đất ở đây thì họ không bán thì cũng khó, không phải là một mảnh nương, ví dụ một cái nền nhà họ không bán thì cũng khó để mua được. Có khi thêm cái nghĩ là mình vật nuôi, mình nếu mà chịu khó làm ăn thì có thể mua con vật nuôi thì tốt hơn. Con vật nuôi nó mà phát triển xong á, mình mua con bò này không? Thì 1-2 năm sau nó đẻ ra nó phát triển xong thì mình mới có tiền này không? Mới kinh tế được. Về thực sự là có vật nuôi thì vẫn phải chịu khó nhá. Thôi bây giờ thì đến đây không biết là nô nó khỏi nhà không nhỉ? Và anh em chắc em cái cũng là đến đây cũng sang nhà em nô, xong mình đi xem là dạo này em nô như thế nào, vì mà được vừa rồi mình tính ra là cũng thường xuyên hay vào đây dạ em nô, tránh đừng có mà ăn uống cái đồ mặn này, kiểu như là không may nó lại tái phát lại cái bệnh ấy. Căn bệnh của em nô thì những người giống như anh em mình không vào đây thôi, vào đây mình phải luôn luôn kiểu như là hay cân nhắc, em phải chịu khó để uống thuốc nó đều vào. Vào Tết xong thì cũng nghe là sống với anh trai của nô đi làm. Ôi, như chê đỏ. Ô, thằng nô vào đây này. Thanh niên đang làm gì vậy? Hai vừa đi đâu về? Anh nhóm không mất chị lò? Chị mới. Vậy chua à, nên đi hầu à, tà chứ sao? Tà đấy chồng. Nhưng trong hầu chua tiết nó cho ý cầu hủ nhá. Chỉ sớt nó là chả không? Tức là mình phải luôn luôn phải nhắc nhở em đấy uống thuốc nó đúng giờ này. Kiểu như là cấm kiêng những cái đồ ăn, đồ tanh ấy. Kiểu những cái đồ gì không ăn được thì đừng có mà ăn, mình ăn nhiều cái sợ nó lại tiếp tục bệnh, nó tái phát ra thì cũng khó chứa nha các bác ạ. Thôi, thế không thì mới chỉ lò. Cho mình nhiều hơn chị thế à? Mà tiết là mũ ôn sao chị tao lòi á? Chị tao. Chị hôm tay tiết là sao tao thiết chị tao? Chị tao. Chị tao nào? Rồi vào đến đây thì thấy em nô bảo là anh trai cũng đi làm, thì em nô thì đang việt về trông con thì cũng rất là biết trông con đấy cô bác ạ. Tuy chưa lấy vợ nhưng mà trông con trông cháu đấy cũng rất là tốt. Để cháu ở nhà cũng biết bé này, biết nấu cháu cho cháu ăn này. Thực sự là một người vừa mới lớn như thế này cũng biết trong các cháu nhỏ thì tốt rồi.
Thôi đến đây chắc qua đi lên chỗ khu nhà dính. Bây giờ em cái bà con đang bên trên này cũng bị lấy phân ra. Bây giờ đi trước cái khu nhà em dính ấy, mình sẽ đi lên xem nào. Mùa này không biết là hai bà cháu dính cũng đi vào nương giá hay không. Vì nghe cái bà dính kể ra là bà đi đâu thì cháu cũng đi theo đấy. Thật sự là trời nắng thế này mà cứ đưa các cháu đi thế này nó hay xảy ra cái như ví dụ mà sốt này ốm đâu. Thôi nhá, ở nhà tí nữa giúp bà trông, giúp chị dâu trông trông con tí nhá, trông các cháu. Em cái sẽ đi lên trên khu nhà của cháu dính. Em biết là đi đâu nhỉ? Mì tung hả chị Mì tung? Hả? Đi được thằng? Ôi giời, từ Mì tung. Hả? Hả? Đã xanh rồi Mì tung. Ồ, tôi mùi đã chỉ cho than đi rồi. Ồ, đây. À, các bác nhá, các cháu ở đây này đang cần 5.000 tiền để đi xuống dưới quán ấy, điển trường để mua kẹo. Ờ, con thì mua chưa? Con đi mua là, mà đi chơi nhóc vào thừa. Nhóc vào bê ạ. Ủa, má mãi nhá. Ừ, má bỏ bỏ gì tha. Báo thế rồi. Mùi chỉ mà mặt nó nhá. Đấy, trẻ con đây mà muốn ăn kẹo thì thực sự là đi rất là xa. Cháu bảo là nhà của cháu thích ở bên trên đấy ạ. Từ bên trên xuống đấy là cũng hơn cây số nhá. Này tôi quá chiến, này tôi cây của bên đi. Tôi thả hứng con hả? Ủa? Đấy là em trai của em già mà. Đi đâu về? Đi mới chị đó. Mới chị lo. Đi chị mới chị. Em chị một cháu cừ của bên hào. Cháu cừ á? Ta cho em. Em có gì một cháu chế? Em cháu chế à? Đây đây là em trai của em già. Hôm nay đội anh em thanh niên này cũng đang lấy phân vào nương ấy, chuẩn bị trồng ngô đấy. Thôi đi vào đi. Cứ đi làm đi. Thế tí nữa lại vắt lên nữa. À, anh chỉ là tôi là trẻ nè. Rồi em. Ủa, anh không phải lo. Em không. Ồ, đây. Mấy thanh niên này nhá, muốn người một quả tấu nhá. Thực sự là đến cái mùa vụ trồng ngô ấy thì bà con đây muốn người một quả tấu để lấy phân đi vào nương tích ở bên trên này ạ. Bây giờ thì hôm nay thời tiết trời nắng đẻ cũng là đẹp rồi, thì sang đây thế nào. Ôi nhở, thế phứ rất nhiều quần áo đây này. À, tuần vừa rồi thì cũng hay mưa, trời vô thì chắc bà con vẫn chưa giặt được. Chưa chê đò. Hôm nay thì cháu dính hai bà cháu đang phơi quần áo đầy ở bên trên này nhá. Ô, nè chị có nhận được đâu đấy hả? Ờ. Tức là quần áo rất là nhiều. Ô, chả đi đáy à, đáy, đáy phu của phải thế tả tả. Hả? Chúng ta chào thế này phu ở đây, mai nè. Để cô bác ạ, đây cháu dính ở đây này. Ôi, nóng lắm rồi đấy nhà. Xin gái nhá, chị đi, mai chị đi. Ồ, đã biết không? Vừa mới đi tắm nhá, thực sự là từ vừa rồi cũng mưa ấy. Thì chắc cũng lạnh quá không tắm. Hôm nay trời nắng thì tiện đi giặt xong hai bà cháu đi tắm về đây. Hôm nay sang đây coi như chơi theo hai bà cháu đi đâu. Để cũng thấy các chị em, một số các chị em cũng vừa lấy phân đi bên kia nhá. Chắc đi lấy phân vào nương ấy. Đang về. Thế là lòng em. Đó bên hông đi nữa, một tế tài giả ra. Tế miền từ chỗ mà. Chị đã ua rồi? Bé ơ, bố thảo, tầm mình thay miếng món này rồi nè. Thế mẹ có nhé, bố thảo là ổn bao tối. Ừ. Cho chân nhìn nhớ hồ. Ừ. Bố tạo. Bố thấy mình số khách nhận thiết có cho chân nhớ tạo tốt mới có. Hả lý á? Nếu có ổ chá cho nhớ mồ, cháu tốt thì uống mỏng mũ. Hả lý á? Dạ á? Hả lý chí thì đúng rồi nè. À, tụi mình khai tôi là mình khai sự cho mình có trái cho mình một khi thế. Hả lý? Như thế nên rồi rồi. Để cô bác ạ, vào đến đây thì nghe bà kể ra là ông đã lại tiếp tục uống rượu say rồi, lúc này ông thả bỏ kiểu như đùa hai bà cháu không cho vào nhà ấy. Để anh thiết thôi nên cháu u thế cũng cháu cho những một tiểu mẫu cháu một chỉ cho nhiều nữa chơi à thế thôi thế mà ý gì chỉ có cháu rồi nhiều chơi từ nhiều lì thì lắm chơi. À, mà một tê thế này một hậu cha thì nó nè nè giờ cái nó cũng đã có trái tổng tức là tua ảo thì không nhìn ồ để trái nhung còn ra lỗ gì mà anh sẽ cho cho từ nhiều hơn tức mà nên nó tê thế rồi muốn tê tiền hay cho con giờ sang tàu nó chuyển số gì tài vậy rồi số còn số nhà nó số con giờ anh số tiền bỏ lên anh tê để cho nó tôi tặng nó rồng cổ để thế cũng chăm mà. Ồ, để nhá, vào đến đây thì cũng nghe bà kể ra là ông lại tiếp tục rượu chè rồi bây giờ ông đang chửi hai bà cháu không cho vào nhà ấy.
bà cũng đang đưa cháu đi giặt quần áo về. Bây giờ chắc cũng hai bà cháu không dám vào bên trong nhà nữa. Mà ý chuyện là nhớ mình đi chỉ khi đâu chỉ cam một chéo rồi. Không muốn mình chỉ sát trời đó rồi, sát trời đó chả gì mà. Thế thì mà ý chỉ có chơi mà chỉ cam một thôi à? Đây cũng có các chú các chị em đây. Ơi chào em, đi lấy phân vào nương à? Chuẩn bị trồng ngô chưa? Chưa, chắc phải sang tháng riêng. À, tức là sang tháng phải không? Đi các bác vào đến đây thì nhà cửa cũng đã đóng khép kín rồi nhé. Bây giờ thì hai bà cháu bảo là không dám vào, nghĩa là giờ này thì chú chắc cũng chú đấy cũng say rượu cũng ngủ đấy rồi. Mình mà vào gõ cửa kiểu như gọi chú đấy dậy thì lại tiếp tục coi như là đùa hai bà cháu ấy. Nghe lúc đấy có một cái chị đấy cũng kể ra là chị ra vào đấy trước thì chị có ngăn, xong thì hai bà cháu mới đi chú mới đi ra quần áo được này. Thực sự là chú có chuyện bây giờ chắc là chú đấy cũng có tuổi rồi, bây giờ một phần là chú cũng không thích cháu dính ấy. Mà ý gì nhờ, nhớ gì mà chỉ cầm hoa trẻ vơi rồi. Hả? Dùng mua ma chơi. Thế rồi, phải chồng vơi rồi. Xin, một chuyện nữa, sao trả được mà, nó chỉ cầm trả. Hả? Lý nói rồi. Còn như thế, sao chú chẳng đôi kể. Phải trả thức hả nó? Mà tôi không chơi hay mà, nó chỉ trộn, nó nhu mù phổ tổ ăn. Thế dính có sợ ông ngoại không? Nhưng giờ gì trẻ, nó tài nhanh chạy chạy chạy. Chạy thế hả? Trẻ ơn nhỉ, nó chạy chạy chạy. Đây này, cháu ra bảo cháu rất là sợ. Bây giờ nhá, ví dụ hôm nào mà không có bà ngoại ở nhà thì cháu không dám ở ấy. Ở nhà thì sợ lúc mà ông đi uống rượu say về thì ông cũng chửi cũng quát ấy. Ông không dám đánh, kiểu như là bé cháu dính đang còn bé không đánh, nhưng mà quát hoặc là kiểu như dọa ra cháu không dám. Bà đi đâu thì cháu vẫn đi theo. Ví dụ bà đi nương giấy hoặc đi cắt cỏ thì cháu vẫn đi theo nhá cô bác ạ. Thực sự là một cái chuyện rất là tội nghiệp đến như cháu như thế này. Hôm nay vào đến đây thì mình biết cái chuyện thật nhá. Câu chuyện của gia đình của cháu dính chắc là một phần là ông đấy không thích, không thích cháu đấy. Một cho cháu cũng một tuần đi không gặp tôi hả? Nhá. Ông bảo ấy cho cháu cũng đi nóng quá rồi cho cháu đi vào cái chú dân dân nào. Đi, đi đi xem nào. Nhá. Mình thử đưa cháu đi vào gọi xem nào. Ông dạy xong là tí nữa mình hỏi ông xem là ông có lúc ông đang quát kiểu như ông say rượu ấy, ông chửi hai bà cháu ông có nhớ không? Thực sự là bà con ở đây nhá, lúc uống rượu xong những cái chửi mình ấy, xong là lúc tỉnh rượu mình hỏi thì lúc bảo là say rượu rồi, quá đạt rồi, không nhớ hết. Đi đâu hết rồi nhỉ? Đây, có cửa hết rồi nhỉ? Cả sau đó người ta một chiếc tàu ấy không? Mất hẳn đầy là tả nhỉ? Chốt ở bên dưới rồi. Thì giờ này cũng rất là nóng, nhiệt độ bây giờ cũng đầu giờ chiều ấy, đến đây rất là nóng, nóng đến mức độ kiểu như là mình mà cứ ở bên ngoài nhiều nó không được. Thế cháu cứ ngồi đây đi, ngồi đây nhá, tí nữa bà đi đâu thì phải đi theo bà nhá. Thế tội nghiệp nhất là các cháu mồ côi đây này, bây giờ không nơi nương tựa ở với ông bà ngoại, nhưng mà bà ngoại thì thương, ông ngoại lại không thưa, thành ra như thế này cô bác ạ. Bây giờ như cái các cháu như thế này, không biết là tầm chắc kiểu gì cháu mà muốn tự đi ra ngoài kiểu như mưu sinh cứu sống ấy thì cũng phải tầm gần chục năm nữa thì mới đi làm được. Còn bây giờ cháu chỉ tầm 90 tuổi như thế này thì chúng chưa làm được gì đâu. Chỉ có mà đi theo bà thế thôi. Mà nó một cháu đâu? Ủa, giờ này cũng đầu giờ chiều mà vẫn chưa ăn cơm này cô bác ạ. Bây giờ thì bà ngoại cũng về mở cửa nhé, bây giờ xem nào. Ông cũng đang ngủ sao thì đang gái khó khó nhỉ? Thì cho rõ giá nhỏ. Đây cô bác ạ, bây giờ vào đến đây. Thực sự là hai bà cháu cũng bao giờ chưa. Hôm nay là hỏi cháu dính bảo là ăn cơm chưa, nhưng mà cháu bảo là vẫn chưa ăn nhé. Bà ta nên đi chụp chiếc vóc xuống rồi nhỉ? Mai đấy à? Chưa nó xuống. Ô mà hải xuống rồi, tầm mai nó ấy thì sẽ ta hả nhỉ? Hai bà cháu vẫn đi giặt quần áo kiểu như bị ông đùa đi giặt cả buổi này. Về có chưa ăn cơm chưa? Chắc đó chưa? Hả? Chép ra tàu. Cháy là cháy một con này anh em điện tải món nó. Có lẩu à? Nghe ý ẩn chép ra chỉ là hải món thôi mà. Bây giờ thấy ông đang ngủ đang gái khò đấy nhá. Thế à? Thực sự là mình không dám là
đánh thức ông dạy, gọi ông dạy về thì có khi ông lại tiếp tục quát hai ba cháu. Bây giờ các bác ạ, bà con mình ở trên vùng cao này lúc rượu chè vào thì nó không kiềm chế được con bản thân con người ấy, xong cứ hay chửi bới kiểu như là chửi bậy, nói những câu mà rất là khó nghe từ trong gia đình hoặc là hàng xóm. Ví dụ ai mà ngang thì nó cũng chửi người đấy thôi. Bây giờ bà cũng đang chuẩn bị cho nó lựa chắc là lý mình mến phải không? Đấy, có bộ gì cái máy mà đi chết ta rồi. Bà đang là... Bà đang lấy mì mén đây mà. Giờ này cũng đầu giờ chiều rồi. Chị ấy trên bộ đấy nói hả? Trên bộ đấy nói ạ. Muộn lắm rồi. Nếu mà không bị ông đuổi thì chắc hai bà cháu cũng về nhà sớm đây này. Bây giờ một giờ rồi nhá. Một giờ đầu giờ chiều mà còn chưa ăn cơm trưa nữa. Canh rau cải, nó là in chơi anh cô rau thì thích lắm anh. Rau thích ạ. Canh rau cải. Thế bà cho cháu dính ăn thôi ạ. Bà khoa nhỏ nó chín rồi hả? Thế cháu cứ ăn thế này thôi. Lấy vào chắc bác này. Đây, cô bác ạ. Các cháu ở đây thì lúc mình đi cùng ông bà này, kiểu như là đi theo bố mẹ, đi đưa giấy về hoặc là đó quá thì cứ ăn cơm tạm, ăn mì mén tạm như thế này. Thế. Mà đây thì đây chỉ mua là mua, chỉ uống đây thôi à? Đây à, tại kỳ, đây là không mì mén mà... Chỉ uống đây à? Nhưng mà một tế nhờ, không cả đó. Sáng nay cũng có nấu ít cơm ấy thì cũng ăn hết rồi. Bữa trưa thì kiểu như là mình nấu không kịp hay không đợi được ấy, thì cháu cứ ăn tạm như thế này. Thì cháu ăn thế này cũng ăn rất là ngon đấy nhỉ. Nó đi vào cá nó. Mình đang ăn từ nhỏ rồi thôi, kiểu này miếng là cứ ăn no là được. Thực sự là ví dụ cái con cái của con của em cái đôi lúc mình có rau không, kiểu vẫn phải có rau này, xào qua một có một quả trứng hoặc là có mì tôm ấy thì mới ăn được. Không thì cứ cho canh rau chan với mì mén như thế này là con của em cái không ăn nhé, nhưng mà đối với cháu Dính thì vẫn ăn bình thường. Nên như các cảnh mồ côi thiếu cha mẹ, thiếu cái tình thương ấm áp thì có gì ăn đấy thôi, mình cũng không phải là đò phải ăn ngon. Cứ ăn muốn ăn ngon thì kiểu sợ ông ngoại nó chửi bà ngoại ấy, thì chắc cháu cũng không dám đò nó. Ví dụ mình thèm muốn ăn phở hoặc ăn mì nhé, thì cháu cũng không dám bảo bà đi mua. Mấy năm mai chờ nhé. Thế cô nhé, bây giờ thì ông lính ngủ rồi, không cứ chở ông cho ngủ thì mình cứ phải nấu cơm cho cháu ăn nhé. Xong thì cô đi đâu cũng phải đưa cháu đi theo nhé, không nên cho ở nhà nhé. Ông nói như gì nó một tám gì, mình muốn thì muốn cho mình muốn đấy đâu. Như vậy thì mình có chơi mà xin được không? Ở chơi thì mình cho nếu cái sao giờ nữa sao làm mới mình chạy sao tạo cái sao làm đấy. Hôm nay thì cô bác ạ, thực sự là em khái cũng vào khu em buổi thì cũng tiện sang đây, coi như cũng lên đây xem là hai bà cháu Dính đang làm cái công việc gì. Nhưng mà vào đây mới biết một cái chuyện kiểu như là ông ngoại lại rượu chè lại tiếp tục là xua đuổi hai bà cháu, không cho ăn cơm trưa. Bà em khái muốn ra bà rồi, bà bảo là lát nữa ăn cơm xong thì hai bà cháu đi gác cỏ, vẫn phải đưa cháu đi theo ấy, không cho ở nhà. Ở nhà thì nó sợ ông dạy về ông lại tiếp tục mắng chửi cháu đây nhé. Thôi, thấy nó một tấy chỉ mà cho nó mùi ạ. Nó một tấy cho tí mà. Thôi chắc là bây giờ thì em Khái cũng lại tiếp tục di chuyển vào chỗ khác thì em Khái cũng đi thôi. Vào đến đây cũng tí cơ kiểu như cái chuyện của gia đình. Về cái vấn đề này mình cũng nhắc ông rất nhiều rồi, nhưng mà ông ấy cũng có tuổi ấy. Thì những người già có tuổi lúc không uống rượu thì mình nói thì ông bảo là thôi ông sẽ giúp kinh nghiệm lần sau không có như thế này, nhưng mà lúc mà rượu vào thì ông lại tiếp tục như là cũng quát cứ chửi trong gia đình ấy. Thôi chắc bây giờ thì em cái hôm qua đi về thôi, thì em cái cũng xin phép dừng video tại đây ạ. Xin chào quý khán giả ở cái video tiếp theo.